Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay thì là ngày 24 tháng 10 năm 2022. Sản phẩm này em đưa lên kênh nhưng mà đã được bán cho bác khách hàng ở Sơn La. Bác khách hàng này thì đặt mua sản phẩm này bên em và có yêu cầu là riêng phần FM là phải thật là nét. Bởi vì cách đây khoảng tầm 1-2 tháng thì tôi có mua một sản phẩm của một anh cũ ở Hà Nội. Anh ấy bắt cọc tiền, sau đó gửi lên thì nó bị trục trặc là... Vì thế nên là sau đó thì bác ấy cũng rất là nản trong việc mà mua hàng online. Và khi mua thì bác có căn dặn 3 điều. Một là phần lưới loa này phải còn zin. Zin thì thứ nhất là cái sơn này nó rất là còn zin bác này. Bởi vì khi mà các bác đi sơn, bị cái đơn vị sơn đi sơn lại nhiều lần ấy, thì nó sẽ thành cái nút bít vào đây. Là một, cái thứ hai là cái loa tép bên trong nhìn nó sẽ rất là đen. Đấy. Các bác nhìn ở bên em, sản phẩm bên em thì các bác nhìn đây. Loa tép của nó sáng choang này. Đấy, không biết được bác nhìn nó rõ không? Đấy. Kể cả hai bên luôn ạ. Đấy. Vì thế nên là mua hàng thì em cũng không khen chê sản phẩm bên mình. Nhưng mà bên em thì cũng phải chia sẻ với các bác là em chỉ mua và bán những sản phẩm tuyển chọn. Bởi vì các bác xem ở trên cái banner chính của Thế Giới Đài ấy, thì ở trên em cũng ghi rất rõ là cassette của bên em là cassette tuyển chọn. Đấy, chứ không phải bán ô hợp. Và bán chỉ một số mã sản phẩm. Ví dụ như là sáp thì em bán khoảng 3 dòng. Đó là QT88, sáp 535 và sáp 3 số 7, là luôn bên em luôn luôn có hàng. Ngoài ra thì Sony, bên em có Sony 3 cây gậy hay là còn gọi là Sony 111. 2 là Sony W300S. 3 là Sony CFD 3 số 7 là những mặt hàng luôn có hàng. Đấy. Vì thế nên các bác mua hàng thì có một cái khác biệt so với đơn vị khác, như là các bác mua sản phẩm này rồi mà các bác muốn mua thêm sản phẩm họ phải chờ, họ là không có hàng. Nhưng bên em bác có thể mua 1 chiếc, mua 2 chiếc hoặc mua 5 chiếc, bên em đều đáp ứng được hết. Đấy là một cái đặc biệt bên em là chuyên doanh. Còn bên họ thì mua hàng kiểu dạng như kiểu là nay nhặt được cái đài này thì đăng lên kênh bán, mai nhặt được cái đài mã khác lại đăng lên kênh bán. Nhưng bên em thì hoàn toàn không làm như thế. Bên em thì sẽ tập trung vào bán những cái mã sản phẩm mà chủ chốt. Đấy. À, chiếc đài này thì trong tình trạng thì hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Em đang mở nhạc chờ từ chiếc đài này để các bác cùng nghe, bởi vì bên ngoài nó có nhiều cái tiếng tạp âm nó ồn, vì thế nên em mở cái tiếng guitar nhạc để các bác nghe, có thể thì, nó sẽ đỡ cái tiếng tạp âm bên ngoài đi. Và trước khi mà đóng gói cũng như là chuyển đến tay bác khách hàng này thì em sẽ làm cái video ngắn trong vòng khoảng 10 phút, bao gồm có giới thiệu chiếc đài để cho những bác nào chưa biết thì biết qua video của em biết. Mấy thứ hai nữa là quay hình thức của chiếc đài này để khi bác nhận hàng bác có thể đối chiếu sản phẩm. Đấy. Về cam kết sản phẩm thì sản phẩm này cam kết với bác là nguyên zin. Em đã bảo dưỡng phần cơ và thay toàn bộ dây cu loa và bánh tì để sản phẩm chạy hoàn hảo. Thế còn lại là phần mên mạch là không có sửa chữa. Và tất cả những cái mạ miếc này đều là zin hết. Và em xin quay hình thức của chiếc đài cho các bác cùng xem. Chiếc này được gọi là một trong những chiếc đẹp xuất sắc. Chiều ngang của chiếc đài này là 65 cm. Và chiều cao là 20, chiều sâu là 18. Đấy, các bác xem nhé này. Cái phiền loa bên trong nó còn rất là sáng nhé. Đấy. Và đặc biệt đây, nút của nó thì sáng bóng và chữ viết của nó thì rất là rõ nhé. Đấy. Và con này thì đặc biệt là FM rất là nét. Đấy. Bởi vì cũng phải nói thật với các bác là những sản phẩm mà chưa qua sửa chữa ấy, thì thường cái sản phẩm nó sẽ rất là ổn định. Thế còn những sản phẩm mà đã qua sửa chữa rồi thì bên em cũng không bán, bởi vì sao? Em có nói là không sửa nhưng bác về bác tháo ra bác biết. Nếu mà bác kiểm tra tháo ra trên mên mà có cái mối hàn nào mà sửa mới, em cho các bác gửi lại đài. Đấy. Đấy là về cái thứ nhất. Và bây giờ thì em không làm mất thời giờ của các bác nữa, thì em sẽ chuyển sang phần test tính năng của chiếc đài này. Và em cũng phải chia sẻ với các bác là sản phẩm trên thì cũng công khai giá là 4.500.000 đồng. Đấy, em sẽ chuyển sang phần test tính năng.
Bây giờ em sẽ test ra phần radio cho các bác nhé. Muốn nghe radio nét thì các bác kéo radio lên, kéo anten lên. Trong nhà em thì bật rất nhiều đèn led, mà tiếng thì em nghĩ là cũng sẽ vẫn nét bình thường. Вьетнама Уин Фу Чанг прибыл в Китай, начав официальный визит. Вот này nó là FM full 108, vì thế nó bắt được rất nhiều đài. Và đài AM của nó thì em đã chuyển về cái tần số trên cùng này là ở 530 này. Thì bác khách hàng này có thể nghe ở AM đây. Cấp 3. Tất nhiên là vẫn sẽ có những trường hợp mà vẫn tiếp tục duy trì phát triển chiều cao cho đến khi bước vào tuổi 20 đấy ạ. Vâng thưa quý vị. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của em thì cho em một đăng ký kênh và cho em một like. Nút like nằm ở bên tay phải, bên tay trái, phía góc dưới của video để em có nhiều động lực làm nhiều video hay cho các bác xem và làm nhiều video để giới thiệu cho các bác. Nói về con Sony 3 cây gậy này thì em xin chia sẻ thêm. Nó có hai bản nhé. Nó có hai bản. Một bản là thì sản xuất cho thị trường châu Âu, con đó thì đa cầu điện, sử dụng được điện 110, 120, 220 và 240. Còn một con nữa là sản xuất cho thị trường Đông Nam Á thì nó chỉ dùng trực tiếp điện 220 thôi. Và cái con thị trường chưa dùng sản xuất cho thị trường châu Âu ấy thì cơ của nó bằng nhựa các bác nhá, bác lưu ý. Đấy. Nên là hai cái con đấy thì giá trị về sử dụng cũng rất khác nhau. Khác nhau thứ nhất là về cơ bằng nhựa thì nó đắt hơn. Với thứ hai là cái bộ cơ đấy thì rất là bền. Đấy, không hỏng được tất cả các chi tiết ở trên bằng nhựa hết. Đấy, chỉ có cái phần mà nó kết nối với cái phím nhấn đây này thì là bằng sắt thôi. Đấy. Và bây giờ em sẽ chuyển sang một phần nữa là phần test cassette để cho các bác cùng xem nghe nhé. Đây ạ. Cassette thì đây ạ. Và bác khách hàng này có dặn là sẽ tặng cho bác hai cuốn, nhưng mà băng của em thì em chỉ là băng mới đây này, bác nhìn đây. Nhưng thế nên là em sẽ tặng một cuốn, còn lại một cuốn sẽ tặng cho bác là băng cũ. Nên là bởi vì một cuốn băng này trị giá là 170.000 cơ. Em mua ở nước ngoài về là 170.000 mà toàn băng Maxell ấy nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ chuyển sang phần test chiếc đài này, phần test cassette. Ngày tiếp ngày trôi qua biết bao người qua đò sông bến hạ, nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại chóng qua.
cái làng có hoa ý như là đón đang dung phép lạ nào đâu hay biết sắc đẹp làm mắt mơ hay đẹp quên giờ gái con ba cái gậy này thì nó có chức năng auto revert, nghĩa là nó vớt tự động khi hết băng và mình có thể vớt bằng tay. Đây, ví dụ là vớt bằng tay nhá. Rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy. Hát này. Đời gian nan là kiếm mơ hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn. Nhìn tan chuyên và lắm đau buồn. Em xin kết thúc video test và giới thiệu sản phẩm chiếc Sony 3 cây gậy ở đây. Cảm ơn bác khách hàng ở Sơn La đã ủng hộ sản phẩm trên. Bác khách hàng này tên là Nắng. Đấy, xin cảm ơn bác cũng như là chúc toàn thể các bác và gia đình thật nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc ở những video tiếp theo.